Xin chào các anh chị, quay trở lại với series Rabbit MQ, một trong những broker message QA có thể nói là phổ biến trong kiến trúc phần mềm phân tán của chúng ta. Thì để hiểu được một khái niệm thì các bạn cũng như các anh chị cũng phải hiểu được 10 khái niệm liên quan. Cho nên các video trước chúng ta đã tìm hiểu về kiến trúc phân tán là gì. Và cái quan trọng là Rabbit MQ nó nằm ở vị trí nào trong cái kiến trúc phân tán đó. Video tiếp theo chúng ta cũng đã tìm hiểu rõ hơn về khi nào chúng ta sử dụng Rabbit MQ. Đó là ba cái trường hợp phổ biến nhất mà tất cả các sàn thương mại điện tử đang sử dụng, hoặc những kiến trúc lớn đang sử dụng như là Facebook, Instagram. Còn những thương mại điện tử như là Shopee thì cũng đang dùng cái hệ thống kiến trúc phân tán và sử dụng ba cái trường hợp dành cho Rabbit MQ. Thì những cái video đó thì tôi sẽ để ở phần mô tả description trong cái video này. Song song với việc chúng ta tìm hiểu những ưu và nhược điểm của Rabbit MQ thì mới đây chúng ta cũng tìm hiểu về cách thức hoạt động của Rabbit MQ nó như thế nào, thông qua chúng ta tìm hiểu những keywords như là producer, consumer, connection và channel. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu cách thức hoạt động của một cái khái niệm nào đó thì chúng ta nên tìm hiểu thông qua một cái mô hình cụ thể. Khi mà chúng ta hiểu rõ cái khái niệm rồi thì chúng ta sẽ đi thực hành và nó sẽ dễ hơn. Tôi nghĩ cái khóa học này á, những cái video mà tôi đã mô tả trong description nó cũng đầy đủ cho tất cả các bạn mới bắt đầu cũng như là đang làm về Rabbit MQ. Thật ra nếu mà nói về message query, nó không đơn thuần là một cái tin nhắn mà bỏ trong một cái hàng đợi đâu. Nó không phải đơn thuần như vậy. Nó xảy ra nhiều cái trường hợp. Ví dụ như trong thực tế cuộc sống thì khi mà nhà vận chuyển một cái gói hàng cho chúng ta, đó là message query đó, vận chuyển Rabbit MQ sẽ là nhà vận chuyển cho chúng ta những cái gói hàng. Mà giả sử chúng ta không nhận hàng thì nó như thế nào, thì cái đơn hàng nó sẽ trả về đâu, và hoạt động cách thức hoàn trả lại đơn hàng nó như thế nào. Cũng như việc trong phần mềm, ví dụ như bạn có một cái message nhưng mà cái client của bạn bị lỗi liên tục thì nó sẽ sử dụng như nào? Nó sẽ không hủy hay là nó sẽ hủy, hay là nó sẽ diễn ra như nào? Nếu mà cứ lỗi như vậy thì sẽ cái hàng đợi của chúng ta sẽ bị full. Nếu mà full vậy thì hệ thống của chúng ta tắc nghẽn. Rabbit MQ coi như không có tác dụng gì. Cho nên Rabbit MQ nó sinh ra để giải quyết nhiều cái vấn đề đó chứ không phải là mỗi message query. Ok, thì chúng ta chỉ rằng để hiểu. Và bây giờ chúng ta đi vào thực hành. Thì trước khi thực hành thì các bạn nên xem lại video trước. Chúng ta đã install một cái Rabbit MQ bằng Docker. Nếu mà bạn không sử dụng Docker một cách nhuần nhuyễn hoặc là chưa cài đặt Docker thì xin mời các bạn đăng ký một Cloud Free Rabbit MQ mà tôi đã trình bày ở video trước. Có hai cách thì các bạn dùng cách nào cũng được. Nhưng theo tôi, nếu được thì các bạn nên install Docker. Thì trong cái video này nó sẽ có một cái cách sử dụng của một cái restart hay là stop của Rabbit MQ để thể hiện cái tính năng bền bỉ cũng như là tính năng TTL, time to live của một cái query. Ok, xin mời các bạn chúng ta cùng tiếp sử dụng Node.js để connect và đưa ra những cái ví dụ cụ thể trong cái video này, đó là message query. Thì hiện tại tôi đang sử dụng Rabbit MQ của Cloud Free. Nó là được connect 20 connect. Sau các bạn thì sử dụng cái loại nào cũng được, miễn là các bạn phải hiểu cái trang manager của nó, gọi là cái trang dashboard, để mà chúng ta theo dõi. Chúng ta phải học cách theo dõi cái dashboard này nó như thế nào. Cái này rất hay đó. Rồi, chúng ta quay trở lại với code nha. Thì đây là Rabbit hả? Ok, bây giờ thôi, chúng ta sử dụng cái mục Rabbit luôn ha. Thì đầu tiên các bạn, chúng ta sẽ viết kết nối này. Tôi sẽ tạo một cái tutorial đi.
tutorial Rabbit MQ. Còn đây là tôi sẽ tạo cái file gọi là đầu tiên là bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về QA của Rabbit MQ. Trong này chúng ta sẽ viết một cái hàm producer.js và chúng ta sẽ viết một cái file, viết hai file, đó là file consumer.js. Ở đây chúng ta có hai file nha. Cái bài học này chúng ta sẽ có này, tiếp tục bài học lần sau chúng ta viết về publish và sub ha. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ làm QA trước. Thì như các bạn cũng đã hình dung cái câu chuyện ở video trước, chúng ta đã xem cái hình dung cái hình ảnh, một cái hình ảnh mà chúng ta sẽ đẩy một cái message chúng ta sẽ đổi, chúng ta sẽ đẩy một cái message vô cái hàng đợi và từ đó hàng đợi sẽ phân bổ theo khách hàng mà người ta đăng ký. Nếu mà khách hàng đăng ký nhiều thì nó sẽ phân loại theo từng khách hàng, tức là nó sẽ robin nhá, nó sẽ đi một vòng circle, tức là nó sẽ giải lần lượt các consumer sẽ nhận được từng cái thì tôi sẽ viết. Đầu tiên các bạn để chúng ta init cái này đi. Sorry, chữ ít cho nó nhanh. Rồi, chúng ta sẽ install. Các bạn biết chúng ta sử dụng thư viện AMQP á, library á, chúng ta trước tiên chúng ta cài AMQP library. Rồi, chúng ta cài cái thư viện đó để chúng ta sẽ viết một cái gọi là chúng ta sẽ viết insert viết kết nối sử dụng cái thư viện này. Cả và cái thư viện này nó cũng hỗ trợ Axinaway cho anh chị rất là tiện lợi để chúng ta học ha. Rồi, chúng ta có RabbitMQ rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ viết hàm connect. Như các bạn cũng đã thấy ở video trước á. Các bạn quay trở lại video trước thì các bạn sẽ hình dung được câu chuyện là chúng ta phải connect trước đúng không? Thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo MQP library. AM. Ok, đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ khai báo một cái URL để mà chúng ta chuẩn bị connect. Chúng ta copy cái file này đây. Chúng ta copy cái file này. File cloud này này. Rồi, chúng ta đã có một file connect này. Cái này các bạn đưa vào các bạn cần to hơn không, để tôi bấm cho nó to chút lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cái này là đưa vào cái file.env nha các bạn. Mấy cái con này. Chúng ta có cloud luôn đi. Chúng ta bỏ cloud. Rồi chúng ta sẽ cũng có một cái file này nhưng mà Docker ha. Thì chúng ta sẽ có cái này. Để sẵn đây đi. Rồi. Bây giờ chúng ta viết hàm send này, send QA này. Trong này chúng ta giả sử chúng ta bỏ một file, một messenger đi ha. Rồi, đầu tiên chúng ta connect này, tôi sẽ viết từng bit cho các bạn là chấm con create connect. Chúng ta tạo một cái file connect này, con bằng away am.connection .connect. Connect thì chúng ta truyền cái file cloud vô. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ viết try catch luôn nha anh chị, để chúng ta có chuyện gì chúng ta xử lý, chúng ta xem cái lỗi cho nó đen chứ tránh sao mà không lỗi được. Rồi, chúng ta đưa
Rồi, đưa lên. Đầu tiên chúng ta cả tạo con nét này. Sau khi tạo con nét thì chúng ta sẽ bước 2 này, chúng ta sẽ tạo create channel. Rồi, con channel bằng white chấm connection này, chúng ta tạo được con này chấm create channel. Đó, chúng ta đã tạo một cái channel này. Bước thứ ba là chúng ta tạo một cái create, tạo một cái tên của hàng đợi á. Đó, con name. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ gì? Bỏ Q1 đi ha. Rồi, sau khi chúng ta cái anh chị này, nếu mà chúng ta không đặt một cái QA, đặt một cái hàng đợi thì nó sẽ tự động sinh ra, nó general ra chúng ta một cái name QA mà kiểu như là ABC ấy e á, đó cũng không sao cả. Nhưng mà chúng ta đặt lập trình khi nào chúng ta đặt để mà chúng ta chủ động cái công việc của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo một cái hàng đợi này. Chúng ta tạo một cái hàng đợi này, channel chấm này, set QA này. Rồi chúng ta truyền cái name QA vô. Đó, nếu mà chúng ta không truyền thì chúng ta sẽ hứng ở đây này, là đây sẽ chính là name QA này. Đó, nếu mà chúng ta giả sử không có thì name QA nó sẽ thay ở đây ha. Rồi, chúng ta sẽ truyền cái name QA ở đây. Và trong này chúng ta sẽ có một cái durable. Cái durable rất là quan trọng. Nhưng mà trước tiên tôi đặt một for. Cái durable này tức nghĩa là, hình dung câu chuyện là, tức là gọi là cái tính bền bỉ. Nếu như các bạn set bằng phone, tức nghĩa là khi mà máy chủ của các bạn bị crash hoặc là bị bắt đột ngột thì cái dữ liệu trong cái hàng đợi này nó sẽ mất. Các bạn mà bật volume lên mà nghe nha, chứ các bạn xem video là các bạn không thể hiểu được đâu, tại vì nó không phải đơn giản là mất xịt quê đâu. Như durable là các bạn để bằng phone, tức nghĩa là nó sẽ mất hàng đợi khi mà dữ liệu của mình bị crash hoặc là cái server của mình, cái cloud này bị crash này ha, nó sẽ mất này. Nhưng mà cái này để tôi nói sau, tôi sẽ comment lại đây. Rồi, tiếp tục sau khi chúng ta lưu 4 nữa để tôi còn đưa lên cho các bạn. Rồi, create QA. Bước số 5, chúng ta khi mà tạo được QA rồi, chúng ta send một cái message vào cái QA này, đúng không? Đây là tạo nha, còn đây là send này, bước 5 này. Này, send to QA. Rồi, chúng ta sẽ có await channel.send to QA. Trong này chúng ta có name QA. À, trong này chúng ta buffer. Rồi, câu hỏi ở đây như sau. Tại sao là buffer? Anh ơi, buffer là gì? Trong Node.js nó cũng có một câu hỏi phỏng vấn về buffer là gì. Đại khái buffer, nếu mà nói rõ thì chúng ta sẽ qua một cái vấn đề khác rồi, qua một cái video khác rồi. Cái buffer đại khái như thế này. Buffer là một cái vận chuyển dữ liệu bằng byte. Mà cái biển byte với bit là nó nhanh hơn cái object message bình thường. Nó có dạng ký tự là bằng byte. Cho nên là hai cái lý do để mà dùng buffer. Một là rất rất siêu nhanh, siêu nhanh sử dụng, cho nên người ta RubyMQ hoặc là MySQL KFK nó cũng sử dụng buffer. Và cái vấn đề thứ hai đó chính là chúng ta có thể mã hóa một cái thông điệp bằng byte, và buffer nó sẽ hỗ trợ chúng ta gửi bằng byte. Cả hai vấn đề chính nha các anh chị. Bật volume lên và chúng ta sẽ nghe nói chuyện, hiểu sâu xa cái vấn đề buffer nha. Hai vấn đề chính, một là dữ liệu được đẩy đi siêu nhanh trong không gian mạng. Cái thứ hai, chúng ta có thể vận dụng nhiều cái kiến trúc khác nhau để mã hóa một cái message mà thành byte.
và buffer hỗ trợ cái điều đó. Rồi, bước thứ 5. Bước thứ 6. Bước thứ 6, chúng ta nên close cái connection này and channel. Nhưng mà cứ để vậy đã ha, từ từ để chúng ta xử lý sau. Bây giờ này, chúng ta quay trở lại với cái dashboard của chúng ta. Đây rồi, chúng ta chưa có cái gì đâu, connection là cũng chưa này. Bây giờ giả sử tôi giả sử tôi send QA một cái message ở trong này. Hello anh em. Rồi, bây giờ tôi giả vờ tôi send nhé. Nice. Bắt đầu này. Notes producer, tôi send một cái này. Lỗi away body, chúng ta sorry anh em. Rồi. Tôi chạy lại. Xem nó connect được hay không. Rồi, bây giờ chúng ta thử connect thành công này. Các bạn thấy không? Đây, username mà chúng ta đã cái này, username của cloud á. Bây giờ chúng ta đã có một connect đúng không? Trong này nó nhảy một connect trong này. Chúng ta refresh nó lại để chúng ta xem nó có một connect hay không. Có một connect rồi anh chị này. Thấy không? Cho nên cloud nó rất hiện đại luôn. Anh chị nào mà gian lận qua 20 hoặc là lập trình sai là để quy cái là ngắc ngư luôn. Đó. Rồi chúng ta một connect. Bây giờ giả sử về chúng ta stop nó đi thì chúng ta xem connect nó như thế nào. Nó tự mất hay không? Chúng ta refresh. Rồi, vâng, nó tự mất. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là khi mà chúng ta không sử dụng được, nó sẽ tự đóng connect của chúng ta. Đây là một điều tiện lợi. Rất là tiện lợi luôn ha. Cho nên các bạn cũng nó sẽ giúp đỡ các bạn cho những bạn cầu thả trong vấn đề connection mà không đóng đó. Rồi, tôi khởi động lại. Các bạn nên nhớ QA này. Bây giờ chúng ta QA 1 này. Tôi xóa lại đi. Tôi xóa QA đi. Để tôi nói lại cho anh chị. Rồi, không có khuya đúng không? Bây giờ tôi chạy lại này. Các bạn cứ đừng có nôn nóng, mình phải hiểu cái đã. Rồi, khuya đâu? Nó, chúng ta refresh 5 giây một lần này. Bây giờ chúng ta thấy này. Chúng ta thấy này, nó là trạng thái error này. Nó sẵn sàng gửi một, tổng cộng là một, nhưng chưa có ai nhận nó cả, cho nên nó là sẵn sàng là một. Chúng ta qua view, nó ready là một, tổng cộng là một, một cái QA, một cái message trong này QA. Rồi, một đúng không? Thì bây giờ chúng ta, bây giờ nó đã có rồi đó. Bây giờ chúng ta hãy viết một cái consumer để nhận cái QA này. Thì khi mà nhận QA này là nó sẽ trả về bằng 0 và tổng cộng bằng 1. Đây sẵn sàng gửi đi bằng 1 anh chị. Ha? Rồi, bây giờ tôi sẽ copy cái này đi. Thật ra cái consumer nó cũng giống như là cái giống như là producer thôi. Chúng ta cũng có đây là receive QA. Rồi. Cái này là chúng ta không cần truyền. Cái này sẽ tự nhận ha. Đầu tiên như vậy thôi, tạo cái consumer nó cũng vậy nha các bạn anh chị. Consumer là nó cũng connect này, cũng tạo QA này, nhưng ở đây nó không, nó tạo một cái name QA để nó nhận này ha, và nó cũng đăng ký một cái hàng đợi QA để lắng nghe. Và chúng ta send to QA đây thì không phải, chúng ta bước 5 là chúng ta sẽ receive nó. Send chúng ta sửa lại là consumer. Và trong này có name QA, chúng ta sẽ có nhận cái message ở đây. Rồi, nhận ở đây chúng ta sẽ cần sâu ra này. Message ha, chúng ta sẽ có .content.toString. Rồi, xong. Chúng ta nhận.
Bây giờ tôi bỏ hai cái hình dung hai câu chuyện, mở một cái nữa lên. Sắp đến hồi hai đúng không anh chị? Rồi, bây giờ tôi sẽ nốt cần sum. Rồi bây giờ chúng ta nhận này, chúng ta thấy này, chúng ta thấy Q bằng 1 này. Bây giờ chúng ta mở lên ha. Sorry anh em, chúng ta bỏ một cái để cho hình dung câu chuyện anh em. Đó là một cái Arno bằng phone. Bây giờ từ từ nha, tôi sẽ giải thích cái này này. Cái này có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là khi mà một cái client nhận được thì nó trả lời bằng phone, tức nghĩa là nó xác định là nó chưa nhận. À, cho nên cái này là dạng như là con bách anh chị để xác nhận là mình đã nhận hàng hay chưa. Đó, ví dụ như là người ta đưa cái Shopee đến, đưa cái hàng ở trong Shopee của mình lại, nhưng mà mình nhận mà không ký là rõ ràng tức là hàng mình chưa nhận. Nó có một vấn đề xảy ra kiện tụng. Rồi bây giờ tôi enter cái tôi sẽ nhận này. Sorry. Bị cái gì đây? Let's see. À. Ok, sorry anh em. Rồi. Cần sớm. Rồi hello anh em, bây giờ nó nhận đúng không? Bây giờ chúng ta quay trở lại này, chúng ta sẽ thấy này. Nó sẽ về, nó sẽ ready, tức cái nó nhận là về bằng không, tức là trong cái hàng đợi không có cái sẵn sàng nào nữa. Tổng cộng là vẫn bằng một nha, tổng cộng là một xịt, nhưng cái này là unequal này, tức nghĩa là nó sẽ ở đây là tức nghĩa là cái tin nhắn này nó nhận được, nhưng mà client chưa xác nhận là nó đã nhận, cho nên chúng ta bỏ phone này. Nhưng mặc dù chúng ta đã xử lý rồi, do chúng ta bỏ cái acno đây này, tức là cái con mắt mà bằng phone, thì chứng tỏ là nó sẽ chưa nhận. Bây giờ tôi giả sử bây giờ tôi send số của thằng này đi, rồi tôi chạy lại này, tôi chạy lại này, các bạn có tin là nó sẽ xử lý tiếp không? Tôi enter đó, thấy chưa? Tức nghĩa là cái tin nhắn này nó chưa được xử lý, và mỗi khi có một cái consumer nào mà được trôi vào cái hàng đợi này để lắng nghe thì nó vẫn giữ giữ cái message này để xử lý. Rất dở đúng không? Cho nên chúng ta phải xử lý như thế này, chúng ta set lại bằng true, tức nghĩa là mọi việc đã xong xuôi. Đương nhiên là nó sẽ khác. Bây giờ tôi khởi động lại này, tôi chạy lại là nó vẫn nhận, nhưng mà nó đã này, cái này bằng không đó, thấy chưa? Chúng ta refresh cái nữa, rồi tất cả là bằng không rồi đúng không? Rồi đi, trong hà nội không còn một cái nào nữa. Tuyệt vời không anh chị? Bây giờ chúng ta khởi động lại thì không còn nữa này. Đó, bây giờ chúng ta sử dụng khởi động cái khác. Bây giờ chúng ta khởi động lại một lần nữa thì thằng này nó nhận liên tục này đó. Nhưng mà nó vẫn bằng không. Tuyệt vời không anh chị? Tôi nói lại một lần nữa. Nếu như các bạn bỏ cái giá trị này bằng phone, tức là xem như các bạn chưa nhận được. Ha. Rồi, bây giờ tôi quay trở lại với vấn đề. Bây giờ tôi đang lắng nghe cái consumer, tôi để vậy luôn đi. Giả sử tôi hai hai consumer thì sao? Tôi hai cái consumer thì sao? Tôi hai cái đăng ký, tôi chạy thêm một cái nữa. Nốt consumer. Giờ tôi có hai hai client đăng ký vào để nhận cái tin nhắn từ Q này thì nó sẽ hoạt động như thế nào? Chẵn lẻ hay là robin trong cái nx có bốn loại load balancing á, thì robin á, thì tức là nó chạy một vòng circle. Bây giờ chúng ta thử xử lý này. Bây giờ tôi sẽ viết chức năng, tôi sẽ viết động đi. Con giờ sẽ bằng process này chấm e argument này, chúng ta có cắt đi hai này, hai sorry tôi chạy lại con này. Giả sử như hello 1 1 2 cắt 2 đúng rồi, tôi có chói rồi, hoặc nếu mà không thì chúng ta sẽ hello vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ truyền cái này vào. Các bạn biết cái cấu trúc của cái này không?
Cái này này, cái này chính là trong này là gồm có này cái pin của chúng ta này, pin nốt này, cái đường dẫn này, pin nốt này. À, sau này cái bạc này, đây là cái bạc này. Ba là cái hello này. Này, ví dụ như hello của chúng ta là đây. Đó là 012 đúng rồi đó. Các bạn nào muốn in ra thì xem cứ in nha. Rồi bây giờ tôi sẽ xử lý. Đầu tiên, tôi hello 1 nó sẽ vô đây. Hello 1 nó sẽ vô đây. Hello. Đó, thấy các bạn thấy không? Nó sẽ vào đây. Rồi, cái thằng này đang trống đúng không? Tôi hello thứ hai thì nó đi nó qua thằng này. Hello 2, thấy chưa? Các bạn thấy hình dung nó chia đều ra. Nó chia đều ra cho chúng ta được xử lý. Cho nên lỡ khi mà thằng này mà bị die hoặc là nó có vấn đề gì trục trặc đó, ví dụ thằng này đang sử dụng hệ thống Java, thằng này PHP, thì thằng Java bị chết đi thì nó sẽ quay trở lại, nó thằng PHP nó sẽ đón nhận hello thứ hai. Bây giờ tôi hello thứ ba thì đi đâu? Hello thứ ba thì nó quay về thằng thằng này. Bây giờ giả sử tôi có một cái thằng nữa, các anh chị nán lại một chút đi để tôi sẽ hình dung cho câu chuyện của cho anh em phần sấm. Rồi bây giờ tôi có thằng thứ ba này, bây giờ tôi hello 4 thì nó sẽ đi thằng nào? Nó sẽ đây. Hello 5 đây, hello 6 thằng này, đó nó chia đều ra cho nên mỗi thằng làm một việc đúng không? Mỗi thằng làm việc. Bây giờ câu hỏi được đặt ra như thế này, câu hỏi đặt ra như thế này này. Ừ, ví dụ như là thằng này vì một cái vấn đề nào nó vẫn một cái vấn đề nào đó cho nên là nó xử lý rất là chậm. Mà khi mà nó đang xử lý mà phải đẩy cho nó một cái message nữa để cho nó xử lý nó thông, do vậy nó sẽ càng ngày nó càng xử lý chậm chạp. Thằng này cũng vậy, thằng này cũng vậy. Vậy cho nên chúng ta sẽ Rubik MQ á, để tôi nói lại cái vấn đề này một chút. Nếu như thằng này làm việc chậm chạp quá, nó chưa xử lý được cái hello 1 mà chúng ta sẽ gửi, mà hệ thống đã gửi cho nó một cái hello 3, tức là đang treo đó, thì vậy nó không đúng với cái tác vụ của chúng ta là phải mượt mà trong hệ thống phân tán kiến trúc, độ trễ latency phải thấp. Như vậy thì các anh chị dùng như thế nào? Chúng ta phải có một cái từ khóa ở trong RabbitMQ, đó là prefet. Nó sẽ chia bộ ra, mỗi thằng chị làm được một công việc, nghĩa khi công việc xong rồi thì nó mới gửi, tức nghĩa là hello cho dù anh làm việc mấy phút nhưng khi xong thì tôi mới gửi cái hello 3. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, giả sử cái hệ thống này nó bị lỗi thì sao? Giả sử cái việc này xử lý lỗi thì sao? Thì khi mà khởi động lại thì nó sẽ chạy tiếp cái vấn đề này, chạy cái message này nữa đúng không? Tức là giả sử chúng ta bảo một phone hồi nãy á, bảo một phone á, thì nó sẽ gửi tiếp đúng không? Cứ gửi gửi mãi gửi mãi. Vậy giải quyết như thế nào? Tôi nhớ có một bạn đã đặt câu hỏi về vấn đề đó. Tức là chúng ta phải set cái TTL, người ta gọi là time to live của một cái message. Tức nghĩa là chúng giả sử chúng ta bỏ 10 giây, 10 giây mà thằng này nó không xử lý hoặc xử lý bị fail thì chúng ta sẽ xóa nó đi, thu hồi nó đi. Và câu hỏi thứ ba đó chính là giả sử như này, giả sử như tôi có giả sử như crash app hoặc là cái RubikMQ server của chúng ta bị die hoặc là bị restart, thì những dữ liệu trong QA của chúng ta sẽ bị chết hay sống, thấy không? Ba câu hỏi thì chúng ta sẽ đi ở video tiếp theo làm rõ vấn đề này, còn video này chúng ta chỉ làm rõ về vấn đề QA. Xin chào và hẹn gặp lại.